Thưa quý vị và các bạn, theo đuổi đam mê là một ý tưởng đầy lôi cuốn. Theo đuổi đam mê nhưng vẫn kiếm được tiền, đó ắt hẳn là giấc mơ của chúng ta. Và đó không chỉ là suy nghĩ của cánh mày râu, mà trong thời đại ngày nay, sự thành công và sự đóng góp của phụ nữ đang ngày một được khẳng định. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bà Muôn Thị Huệ, Giám đốc Hợp tác xã Hà Nguyên STC ở huyện Lâm Hà, một người phụ nữ đầy bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm và dám sống hết mình với đam mê. Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với bà Muôn Thị Huệ, người giữ vai trò giám đốc điều hành hoạt động của một hợp tác xã vận tải lớn ở huyện Lâm Hà, chính là sự năng động, quyết đoán, nhưng cũng rất thân tình gần gũi. Có lẽ chính những phẩm chất đó, cộng với niềm đam mê kinh doanh, không ngừng học hỏi, đã góp phần đem đến những thành công trên bước đường hoạt động kinh doanh của người phụ nữ này trong một lĩnh vực ngành nghề vốn được xem là chỉ dành cho nam giới. Khi mình làm ở trong cái nghề, mình mới thấy là mình đam mê cái nghề này, mà mình thấy mình có phụ nữ mình cũng có thể làm được, nên là tôi cũng thử sức mình để vào cái lĩnh vực mà khi mà ở ngoài xã hội có thể là chỉ dành cho phái mạnh thôi. Ngành vận tải mà kinh tế tập thể này ai cũng nói là rất là phức tạp. Trình làm đối với phụ nữ thì nó có gặp nhiều khó khăn đấy, chứ không phải là lúc nào mình cũng có thể là mình làm được theo ý của mình đâu. Rồi còn bản thân mình thì cũng phải nỗ lực luôn luôn học hỏi là luôn luôn cập nhật để làm sao mình đừng bị tụt hậu, mình phải nắm bắt được. Được thành lập từ tháng 6 năm 2015, với tổng số 351 đầu xe đang hoạt động, kinh doanh trên lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa. Thấu hiểu những quy định, yêu cầu khắt khe trong lĩnh vực vận tải, nhằm đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến xe và nâng cao chất lượng hoạt động, Hợp tác xã Vận tải Hà Nguyên STC đã không ngừng đầu tư đổi mới phương thức kinh doanh, đầu tư phương tiện cũng như chất lượng dịch vụ, cung cách phục vụ và nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho các xã viên. Đến nay, Hợp tác xã Vận tải Hà Nguyên STC do bà Muôn Thị Huệ làm chủ đang ngày càng khẳng định được uy tín và chất lượng hoạt động, thu hút ngày càng đông xã viên đưa phương tiện tham gia hợp tác xã. Đối với một người phụ nữ mà đứng ra đảm nhiệm làm cái chức giám đốc điều hành về vấn đề hợp tác xã thì phải là đối bản thân chị là chị phải nắm rất chi là đầy đủ về vấn đề là pháp luật. Cái thứ nhất cũng là thường xuyên là tuyên truyền vận động anh em chúng tôi. Cái thứ hai là cũng nhiều mở các cái lớp học cho lái xe, các thành viên hợp tác xã để hiểu biết được các cái quy định mới của nhà nước. Và về nguyên tắc thì là đối với hợp tác xã này chúng tôi thấy là làm nguyên tắc, mà nguyên tắc đó chúng tôi cho là tốt. Chúng tôi là người sử dụng phương tiện khi tham gia vào hợp tác xã thì nó có nhiều cái quyền lợi. Quyền lợi thứ nhất là đảm bảo cái việc là hợp lý về vấn đề pháp luật khi lưu hành xe trên đường. Cái thứ hai là về cái quyền lợi thứ hai là được hợp tác xã đảm bảo cho cái việc trong cái việc là vận chuyển hành khách khi có nhu cầu và có hợp đồng. Với những kinh nghiệm đúc rút từ hoạt động kinh doanh vận tải nhiều năm liền và sự quyết đoán nhưng linh động của một người phụ nữ đã giúp bà Muôn Thị Huệ vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, điều hành hoạt động của hợp tác xã ngày càng hiệu quả. Với phương châm hoạt động luôn lấy tiêu chí an toàn, chất lượng lên trên hết. Cùng với các xã viên, bà Huệ đã chủ động khai thác nhiều luồng tuyến mới, tìm kiếm thị trường, nguồn hành khách, nguồn hàng, cũng như kết hợp các điều kiện lợi thế sẵn có để tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho xã viên và người lao động. Đặc biệt là việc đưa vào hoạt động các trạm kiểm tra an toàn kỹ thuật trước khi xe xuất bến và xây dựng một số bến tạm nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của các chủ phương tiện đã được các xã viên ủng hộ và đánh giá cao. Chúng tôi cũng luôn là xây dựng ra một cái kế hoạch, mình hoạch định ra một cái hướng. Hai nữa là luôn luôn là có những cái quy trình mình xây dựng làm sao đó cho nó phù hợp, và hai nữa là cái cách quản lý đơn vị là sẽ là đầu tư, và hai nữa là làm gần như là đối với lại các cái công nghệ thiết bị là chúng ta nắm
thế rồi đào tạo con người. Dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh vận tải với không ít những khó khăn thách thức trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, lại là phụ nữ, thế nhưng bà Muôn Thị Huệ, giám đốc hợp tác xã vận tải Hà Nguyên STC huyện Lâm Hà, đã gặt hái được nhiều thành công, khẳng định được khả năng, sức sáng tạo của người phụ nữ trong thời đại mới. Luôn đủ sức chinh phục và thành công dù ở bất cứ lĩnh vực ngành nghề nào, chỉ với đam mê và quyết tâm của chính mình.